Thưa quý vị, trong 3 ngày tới, miền Trung sẽ tiếp diễn mưa lớn kéo dài. Từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa tiếp diễn mưa dông, với lượng mưa phổ biến từ 150-300mm, khu vực vừa trải qua những ngày cao điểm của đợt mưa diện rộng. Rạng sáng nay, mưa lớn tiếp diễn ở các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa, nhưng giảm đáng kể so với những ngày trước. Lượng mưa được ghi nhận dao động từ 30-70mm trong 8 giờ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay các địa phương từ Quảng Nam đến Khánh Hòa, Đắk Lắk và Lâm Đồng đã mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 60mm. Chuyên gia cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở vùng núi, ngập úng đô thị ở những khu vực trên trong những giờ tới. Đợt mưa này khả năng kéo dài đến hết ngày 18 tháng 11. Lượng mưa phổ biến ở các địa phương Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi được dự báo từ 150-300mm. Riêng Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa có thể ghi nhận lượng mưa từ 70-120mm, có nơi trên 150mm trong 3 ngày tới. Sau ngày 19 tháng 11, Nam Trung Bộ có khả năng nắng ráo trong khoảng 3 ngày rồi lại tiếp tục hứng chịu các trận mưa lớn vào tuần cuối của tháng 11. Ngoài ra, ngày 17-18 tháng 11, vùng mưa lớn mở rộng ra phía Nam Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình với lượng mưa phổ biến từ 50-150mm. Mưa rào và dông cũng xuất hiện ở Ninh Thuận, Bình Thuận, Tây Nguyên, có thể mưa trên 100mm trong 24 giờ. Trong khi đó, không khí lạnh bắt đầu suy yếu khiến cho nhiệt độ tăng dần ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội cùng các tỉnh, thành phố đồng bằng Bắc Bộ có thể ở ngưỡng 21 độ C, cao nhất là 25 độ C. Trạng thái nắng ấm khả năng duy trì ở khu vực cho đến hết ngày 20 tháng 11. Tại khu vực miền núi phía Bắc, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 16 đến 18 độ. Một số khu vực vùng núi cao như Sapa, Lào Cai, Mẫu Sơn, Lạng Sơn có thể ghi nhận mức nhiệt thấp nhất trong đêm là 11 đến 12 độ. Từ ngày 21 tháng 11, mưa dông khả năng quay trở lại miền Bắc khi khu vực đón không khí lạnh tăng cường. Ngoài ra, từ nay cho đến ngày 18 tháng 11, ở Tây Nguyên, Nam Bộ, Ninh Thuận, Bình Thuận tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa từ 20-50mm trên 24 giờ, có nơi trên 70mm trên 24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Trên biển, hiện nay rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5,0 đến 8,0 độ Vĩ Bắc, không khí lạnh có cường độ suy yếu chậm. Do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu chậm, nên đêm nay vùng biển phía đông của Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, nên trong đêm nay vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi phần dự báo thời tiết cho các khu vực trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Tại khu vực thủ đô Hà Nội, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ, có nơi trên 25 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, vùng núi từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ, có nơi trên 25 độ. Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng Quảng Trị, Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ, có nơi trên 25 độ. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất tại phía Bắc từ 25 đến 28 độ, phía Nam có nơi trên 29 độ. Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ.
Khu vực Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Sau đây mời quý vị cùng chuyển sang tiểu mục Thời tiết này đi đâu. Thưa quý vị, mùa đông ở Sapa thường bắt đầu từ tháng 12 hàng năm và kéo dài đến tháng 2 năm sau. Thoạt nghe có thể nhiều du khách sẽ nghĩ rằng mùa đông thì ở đâu mà chẳng giống nhau. Ấy thế mà lại không phải như vậy. Mùa đông Sapa mang trong mình một vẻ đẹp rất riêng mà không nơi nào có được. Đến Sapa vào thời điểm này, hiện ra trước mắt du khách sẽ là hình ảnh của một thị trấn nhỏ xinh chìm đắm trong những làn sương mù. Bất chấp sương mù giăng kín hay cái giá lạnh cắt da cắt thịt, bao trùm những hàng cây sa mu cổ thụ hai bên đường, vẫn xanh tươi và đứng vững. Thấp thoáng đâu đó là bóng dáng của những căn biệt thự cổ cùng những cây mai, cây đào trơ trụi, trầm mặc trong màn sương khiến cho du khách chợt có cảm giác như đang lạc vào một thế giới không có thực. Xa xa là hình ảnh của người thiếu nữ Mông đang mang trên lưng những chiếc gùi đựng đầy những tấm thổ cẩm đầy màu sắc. Tất cả tạo nên một bức tranh huyền ảo, kỳ bí đến lạ kỳ. Rải rác trên con đường nhỏ có những cửa hàng lưu niệm chuyên đồ thổ cẩm của đồng bào dân tộc nơi đây như áo khoác, khăn, mũ, túi, ví, càng tô điểm thêm vẻ đẹp của núi rừng vào mùa đông ở nơi đây. Những ngày nhiệt độ xuống dưới 5 độ C, Sapa còn khiến cho du khách choáng ngợp bởi quang cảnh hiện ra trước mắt là những lớp mỏng băng phủ đầy trên những cành cây, ngọn cỏ, băng đọng trên những phiến lá, những nhành hoa dại bên đường. Nhưng mà sao lại quyến rũ, long lanh đến như vậy? May mắn hơn, nếu đến Sapa vào đúng dịp, có không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ lúc này chỉ còn dưới 0 độ C, du khách sẽ có cơ hội ngắm nhìn khung cảnh tuyết rơi, phủ trắng núi đồi, trên những nóc nhà, những con đường của thị trấn, được thỏa thích vui đùa trong làn tuyết trắng xóa hay cùng nhau đắp những chú người tuyết ngộ nghĩnh. Khung cảnh Sapa lúc này thật khiến cho người ta nghĩ rằng mình đang lạc ở đâu đó trong những câu chuyện cổ tích lãng mạn của châu Âu. Du lịch Sapa vào mùa đông, du khách còn có thêm những cảm giác ấm áp khi tối đến được quây quần bên những người thân yêu, bên bếp than hồng và nhâm nhi những xiên đồ nướng nóng hổi đầy màu sắc, một trong những đặc sản nổi tiếng của Sapa. Nếu du khách khám phá các bản làng Sapa vào mùa đông và ở lại trong ngôi nhà sàn của người dân tộc nơi đây, du khách sẽ có cơ hội được thưởng thức những món ngon và uống những ly rượu ngon cùng gia đình chủ nhà để xóa tan đi cái giá lạnh của miền sơn cước. Đơn giản thế thôi nhưng lại khiến người ta có cảm giác thật ấm lòng. Nghĩ đến đây thôi, chắc hẳn là rất nhiều du khách muốn đặt chân đến Sapa trong mùa đông này. Trước khi đi, hãy nhớ chuẩn bị đầy đủ quần áo ấm để đảm bảo sức khỏe. Mặc dù mùa đông đến với Sapa vẫn chưa thể xác định là có tuyết rơi hay không, nhưng cảnh Sapa vẫn rất hấp dẫn với nhiều du khách đến với nơi đây để trải nghiệm cái lạnh, cái đẹp, vô cùng đặc biệt của vùng đất xứ sở sương mù này. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh thành, việc du lịch đi lại còn nhiều hạn chế, khó khăn. Quý vị hãy lưu lại thông tin và chúng ta sẽ trải nghiệm vào một dịp thích hợp hơn. Kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe. Thông tin này cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin kế tiếp.